chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, lễ diễu hành Hoa Anh Đào, một trong những sự kiện thu hút công chúng lớn nhất vừa diễn ra ở thủ đô Washington, Mỹ. Tham dự lễ diễu hành đầu xuân này có sự tham gia của các đội đến từ khắp các tiểu bang của Mỹ và cả những nghệ sĩ nổi tiếng. Rất đông du khách và người dân thủ đô Washington đã tham dự lễ diễu hành Hoa Anh Đào được tổ chức mỗi năm một lần. Những quả bóng bay khổng lồ, những đội diễu hành đến từ khắp các tiểu bang đã mang không khí sôi động, vui vẻ cho buổi lễ đặc biệt này. Thời tiết năm nay không thuận lợi, trời quá lạnh. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng lượng khách vẫn sẽ đông như mọi năm. Lễ diễu hành là điểm nhấn của lễ hội Hoa Anh Đào được tổ chức hàng năm ở Mỹ từ giữa tháng 3 đến ngày 16 tháng 4. Trong dịp này, du khách có thể chiêm ngưỡng hoa anh đào ở 3 địa điểm thuộc công viên quốc gia, bao gồm Đài tưởng niệm Washington, bến Hans và bên hồ Basin Tidan. Bên cạnh sự kiện chính là những cây hoa anh đào, du khách cũng sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động mang đậm màu sắc Á Đông như những buổi trình chiếu phim, trò chơi thả diều, bắn pháo hoa hay diễu hành theo phong cách Nhật Bản. Một tòa án ở Roma, Italia mới đây đã ban hành lệnh cấm sử dụng các ứng dụng của Uber trên điện thoại thông minh với lý do Uber đang tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh với các loại hình taxi truyền thống. Tòa án Roma đã ủng hộ đơn kiện của các hiệp hội taxi truyền thống ở Italia, đồng thời ra thời hạn cho Uber trong vòng 10 ngày phải chấm dứt việc cung cấp các ứng dụng của họ trên điện thoại thông minh cũng như không được quảng cáo các dịch vụ của họ ở Italia. Uber có thể bị phạt 10.000 euro, tương đương 10.690 đô la Mỹ mỗi ngày nếu họ không tuân thủ phán quyết của tòa án và tiếp tục hoạt động ở Italia. Tuy nhiên, khoản tiền phạt này được coi là không đáng kể đối với Uber, có trụ sở tại San Francisco, Mỹ và được định giá tới 70 tỷ đô la Mỹ. Các hiệp hội taxi truyền thống hàng đầu của Italia đã hoan nghênh quyết định nói trên của tòa án. Trong khi đó, phía Uber ra tuyên bố cho biết họ sẽ kháng cáo và tìm cách để phán quyết nói trên bị đình chỉ. Kể từ khi bắt đầu hoạt động ở Italia, Uber đã vấp phải sự phản ứng của các hiệp hội taxi, vốn cho rằng những dịch vụ của Uber đang tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh trong ngành này. Ở Italia, các lái xe taxi đều buộc phải có giấy phép và để được cấp giấy phép này, họ phải đóng một khoản tiền lên tới 212.000 đô la Mỹ. Năm 2015, một tòa án ở thành phố Milan đã ra lệnh cấm đối với ứng dụng đặt xe Uber Pop của Uber, vốn được sử dụng cho các lái xe không có giấy phép kinh doanh hoạt động chở khách. Một số nước châu Âu hiện cũng đã cấm các dịch vụ của Uber, trong đó có Đức. Viện Bảo tồn Kiến trúc Anh thông báo, tháp đồng hồ Big Ben, biểu tượng của xứ sở sương mù, đã chính thức bước vào quá trình bảo trì và trùng tu kéo dài 3 năm. Kinh phí dự toán cho quá trình sửa chữa này là khoảng 29 triệu bảng Anh. Đợt sửa chữa quan trọng cuối cùng của tháp Big Ben là từ năm 1983 đến năm 1985. Tới đây, tòa tháp sẽ được khôi phục lại diện mạo với màu sơn nguyên bản giống với thiết kế ban đầu năm 1856 bởi các kiến trúc sư Charles Berry và Augustus Welby Pugin. Chúng tôi có nghĩa vụ đảm bảo nó sẽ tồn tại cho thế hệ tương lai. Việc bảo dưỡng nhằm chắc chắn tháp đồng hồ có thể hoạt động lâu dài và bền vững. Trong quá trình bảo trì, Big Ben sẽ bị bao phủ bởi giàn giáo. Tuy nhiên, các kiến trúc sư sẽ đảm bảo giữ ít nhất một trong bốn mặt đồng hồ luôn luôn nhìn thấy được. Có ba chủ thể chính cần được thực hiện bảo trì và sửa chữa. Thứ nhất là chính chiếc đồng hồ, thứ hai là phần bề mặt bên ngoài của tòa tháp, và thứ ba là tăng thêm sự tiện nghi cho tòa tháp bằng một chiếc thang máy, một nhà vệ sinh và một gian bếp cho những nhân viên làm việc tại đây. Theo tuyên bố của Hạ viện, chiếc đồng hồ sẽ ngừng ngân chuông trong vài tháng và chỉ rung lên cho những sự kiện quan trọng. Tháp Big Ben có tên chính thức là tháp Elizabeth nhằm vinh danh nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị. Trong Thế chiến thứ hai, dù London bị máy bay Đức Quốc xã dội bom, tháp đồng hồ vẫn trụ vững và chỉ thiệt hại ở một mặt. Do đó, nó được xem như biểu tượng chiến thắng của nước Anh. Nhằm bảo tồn đa dạng sinh học thực vật, đảm bảo an ninh lương thực và bảo vệ di sản văn hóa của nhân loại, chính phủ Na Uy đã phối hợp cùng các tổ chức bảo tồn xây dựng căn hầm vĩnh cửu nhằm lưu trữ hạt giống thực vật phổ biến và các dữ liệu quan trọng về văn hóa lịch sử, phòng ngừa xảy ra thảm họa tận thế do biến đổi khí hậu hoặc chiến tranh hạt nhân. Cách đây gần 10 năm, chính phủ Na Uy phối hợp cùng các tổ chức bảo tồn để xây dựng căn hầm vĩnh cửu này tại quần đảo Svalbard quanh năm băng giá. Có khoảng 940.000 loại hạt giống của gần 3.800 loài từ nhiều quốc gia đang được lưu trữ tại đây. Mỗi loại được đóng gói cẩn thận riêng biệt, sau đó được niêm phong vào những chiếc thùng kín đặt trong căn hầm luôn giữ ở nhiệt độ không đổi để duy trì chất lượng hạt giống suốt nhiều thập niên. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, chỉ có lương thực thôi là chưa đủ. Trong thời đại hậu thảm họa, những thiết bị điện tử sẽ trở thành sắt vụn và nhiều di sản tinh thần của loài người có nguy cơ biến mất vĩnh viễn. Giờ đây, hầm hạt giống toàn cầu sắp sửa có hàng xóm khi dự án kho lưu trữ thế giới sẽ sớm được hình thành.
Căn hầm mới cũng được xây dựng dưới lớp băng vĩnh cửu tại Svalbard với nhiệt độ luôn ở mức dưới 0 độ C. Kho lưu trữ thế giới sẽ vận hành như một thư viện để các chính phủ, tổ chức khoa học cũng như các cá nhân có thể lưu giữ những dữ liệu quan trọng về văn hóa, lịch sử một cách an toàn. Đặc biệt, trong kho lưu giữ thế giới sẽ không chứa sách cổ, phim, CD hay ổ cứng mà mọi thông tin được chuyển đổi thành tín hiệu đặc biệt in lên những tấm phim cảm quang làm từ vật liệu đặc biệt không bị ăn mòn. Các tấm phim có tuổi thọ 500 đến 1.000 năm được cho vào hộp an toàn và đặt trong căn hầm. Tương tự như hầm hạt giống toàn cầu, căn hầm nằm sâu dưới lớp băng và được cho là đủ sức chống chịu động đất, núi lửa, những vụ nổ lớn nhất, thậm chí là cả sự tấn công hạt nhân. Hiện đã có Thư viện Lưu trữ Quốc gia Brazil gửi bản hiến pháp nước này, còn Mexico giao những tài liệu khảo cổ, lịch sử quan trọng từ thời đế chế Inca để bảo tồn trong kho lưu trữ thế giới. Nếu là tín đồ thể thao, chắc chắn quý vị khán giả sẽ không thể bỏ qua tin tức vô cùng thú vị này. Khi ông lớn trong ngành công nghiệp thời trang thể thao Adidas vừa cho ra mắt mẫu giày thể thao mới có tên là Futurecraft 4D. Điểm đặc biệt của dòng sản phẩm mới này là toàn bộ đế giày đều được sản xuất theo công nghệ in 3D, phù hợp với kích cỡ và thể trạng của từng người sử dụng. Không giống với những mẫu giày truyền thống, dòng sản phẩm mới của Adidas có đế được sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ in 3D hiện đại, giúp tạo cảm giác êm ái và phù hợp với nhu cầu từng khách hàng. Việc áp dụng công nghệ mới nhằm bắt kịp với xu hướng thời trang đang thay đổi từng ngày, cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng khác nhau của từng người. Dù việc áp dụng công nghệ in 3D trong sản xuất giày thể thao không còn quá mới mẻ, song đến nay, các hãng thể thao vẫn khá dè dặt do chi phí cao, thời gian dài và chất lượng kém hơn so với giày đế ép cao su truyền thống. Tuy nhiên, Adidas cùng với đối tác đã tìm ra phương thức in 3D mới với chất liệu nhựa polymer cảm quang khắc phục mọi nhược điểm của công nghệ in 3D trước đây. Adidas hy vọng có thể bán được 5.000 đôi Futurecraft 4D trong năm nay và thêm 10.000 sản phẩm mới trong năm sau. Hãng cũng dự định mở nhà máy sản xuất hoàn toàn bằng robot áp dụng công nghệ in 3D tại Đức và Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 4 là ngày quốc tế về du hành không gian có người. Trong nhiều thập kỷ qua, du lịch vũ trụ luôn là ước mơ của nhân loại. Các chuyên gia dự báo du lịch vũ trụ sẽ trở thành ngành công nghiệp tỷ đô trong vòng một thập kỷ tới. Đây là một loại hình du lịch tốn kém và thậm chí nguy hiểm, nhưng ngày càng có nhiều người thuộc tầng lớp siêu giàu muốn bỏ tiền để tham gia những hành trình khám phá không gian. Triệu phú Mỹ Dennis Tito được xem là người đầu tiên trên thế giới du lịch vũ trụ. Ông đã chi tới gần 20 triệu đô la để thực hiện giấc mơ bay vào không gian bằng con tàu vũ trụ Soyuz của Nga hồi năm 2001. Tôi đã bay vòng quanh trái đất 128 lần và ngắm nhìn trái đất. Mỗi một vòng quay, trái đất lại hiện ra với vẻ khác nhau, những đám mây khác nhau, ánh sáng khác nhau. Tôi bay qua những vùng đất khác nhau, tôi ngắm nhìn trọn vẹn trái đất đang xoay vòng quanh. Theo bảng giá bay của Space Adventures, để có thể bay lơ lửng trong không gian trong 90 phút, khách hàng sẽ phải trả 15 triệu đô la Mỹ. Còn muốn dạo trên mặt trăng giống như phi hành gia Neil Armstrong, khách hàng sẽ phải ký tấm ngân phiếu 100 triệu đô la Mỹ. Nhiều công ty đã nhảy vào cuộc, tạo ra một cuộc chạy đua khốc liệt nhưng đầy cảm hứng. Giờ đây, giá cho những trải nghiệm bay vào vũ trụ đã giảm đáng kể. Virgin Galactic, một công ty con của tập đoàn Virgin, đã đánh dấu một cột mốc đáng ghi nhận khi giới thiệu phi thuyền Spaceship Two hồi năm 2013. Mức phí đưa người du lịch vào vũ trụ của công ty vào khoảng 250.000 đô la Mỹ một người. Dù con số này vẫn còn quá cao so với đại đa số người dân trên toàn thế giới, song đây đã là một bước tiến so với nhiều năm trước. Đây là cột mốc cực kỳ quan trọng đem đến bước nhảy vọt của nhân loại, đặc biệt là những người mơ được một lần bay vào vũ trụ. Để đáp ứng hết giấc mơ bay của 640 người, trong đó có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới đã đăng ký bay, sẽ phải mất hơn 100 chuyến bay, tương đương hơn 3 năm. Vì vậy, một số người muốn bay lên vũ trụ mà không đủ kiên nhẫn chờ Virgin Galactic có thể tìm đến các hãng du lịch vũ trụ nổi tiếng khác như SpaceX của tỷ phú người Mỹ Elon Musk. Gần 50 năm sau khi con người đặt bước chân đầu tiên lên mặt trăng, giờ đây hành tinh này sắp đón hai vị khách mới của tập đoàn SpaceX vào cuối năm 2018. Những vị khách du lịch vũ trụ sẽ mang theo niềm hy vọng và giấc mơ của cả nhân loại với động lực là tinh thần khám phá vũ trụ. Hai vị khách này đã ký quỹ một khoản tiền không nhỏ cho chuyến du lịch có 102 này. Tên tuổi của các vị khách cũng như giá cả của chuyến đi không được tiết lộ, nhưng SpaceX cho biết họ đang tập dượt về sức khỏe rất nghiêm túc để có thể bay lên mặt trăng. Hiện, cuộc chạy đua giữa các công ty cung cấp dịch vụ này đang trở nên gay cấn hơn bao giờ hết bởi nó thu hút sự quan tâm đặc biệt của các vị khách lắm tiền nhiều của. Trong cuộc đua đó, sao hỏa và mặt trăng sẽ là những địa điểm hấp dẫn nhất. Chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.